6:25 là em đang ăn cơm. Cái đột nhiên em đang ăn xong một cơm, cái tự nhiên một cái cây cổ thụ ngã xuống. Em không biết làm gì, em không kịp chạy, cái thì em nằm xuống cho em đỡ nên em đỡ. Còn bạn kia thì bạn kia ống kịp phản xạ nên mày nó đã. Bạn nó mất. Dạ đang ngồi ăn sáng chung với nhau luôn chị. Dạ khoảng chừng trên 20 bạn. Cũng có mấy bạn chạy ra được. Em nằm ở đó là khoảng 15-20 phút là mới có người đưa em ra được. Tại vì mấy cây đó to nó chặn nên không thấy em. Dạ mấy bạn xung quanh này cố gắng kêu người để đưa em ra. Mấy bạn kia bình thường là vẫn có thể tiếp tục học ở trên trường học. Dạ bạn rất là hiền luôn đó chị. Bạn hiền như là hiền nhất trong lớp luôn. Bạn rất là hiền mà dễ mến đó chị. Bạn đó thích ăn mì nên mấy bạn nó ăn, cái bạn ăn được một hai đũa gì đó nên cái cây nó rớt xuống luôn. Đây ngồi tự nhiên nó cây nó rớt xuống luôn. Dạ nguyên một cái thân, nguyên một cái cành, nguyên một cái thân, nguyên một cái cây rớt xuống luôn. Em nhớ là khi mà mấy chú đưa em ra thì về em lại cái đá rồi chầm đập chầm đá lên mấy vết thương cho đỡ nhất, rồi xong chở em đi cấp cứu. Khóc là cũng vui là mình gặp con mình thôi. Đi chợ nghe nhiều phụ huynh người ta không tin, người ta nói nhà trường có bị vậy không, mình qua mình có con mình có bị gì không. Biết con mình con mình rồi mình vui nhưng mà nghe tin là cái con có nhiều bé khác cũng bị thương nhưng mà không biết nặng nhẹ, mà cũng mong là cho qua khỏi. Mình cũng mong là bình an cho tất cả các con trong trường. Mình không không sao, đó an lành là mừng quá. Không, hồi sáng này tôi vừa đưa con tôi tới đây nè là nghe ở đây rớt một cái đùng cái nghe lớn á, tôi tưởng đâu là hàng hóa người ta ở đây bị đổ. Một hồi nữa nghe phụ huynh báo là cây đổ ở trường. Thường thường mấy bé khác là phụ huynh chắc giờ cũng đang đau lòng đó. Mong bé còn ai không sao.